Tác hại của việc lười uống nước hoặc uống không đủ nước. Một là gây mất nước, mệt mỏi, tại vì thiếu nước sẽ làm giảm cái lưu thông máu. Thứ hai là gây ra táo bón và khó tiêu, vì nước giúp làm mềm phân, thiếu nước thì làm phân trở nên khô cứng và khó di chuyển gây ra táo bón. Nước cần thiết cho tiêu hóa thức ăn và hấp thụ dưỡng chất, thiếu nước gây ra khó tiêu và khó chịu cho dạ dày. Cái thứ ba là thiếu nước làm cho da khô, lão hóa sớm. Tại vì nước thiếu nước làm cho da mất đi độ ẩm, dẫn đến khô da, bong tróc và nứt nẻ. Nước giúp duy trì độ ẩm, độ đàn hồi cho da, thiếu nước có thể làm da nhanh lão hóa và xuất hiện nếp nhăn sớm. Thứ tư, mất nước làm giảm sức mạnh và sức bền của cơ bắp và làm suy giảm trí tuệ. Vì nước giúp duy trì chức năng của não, thiếu nước có thể gây mất tập trung, suy giảm trí nhớ và làm chậm quá trình tư duy. Thứ năm, thiếu nước gây nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu. Vì nước giúp loại bỏ chất cặn bã qua thận, thiếu nước làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Không đủ nước làm giảm lượng nước tiểu và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. Thứ sáu, thiếu nước gây nguy cơ sốc nhiệt. Vì nước giúp điều hòa thân nhiệt và thiếu nước dễ dẫn đến huyết áp tăng cao. Thứ bảy, tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Tại vì thiếu nước thì có thể làm bạn cảm thấy đói, dẫn đến ăn nhiều và tăng cân. Nước giúp chuyển hóa glucose, thiếu nước có thể ảnh hưởng đến quá trình này và tăng nguy cơ tiểu đường. Để tránh những tác hại này, bạn nên đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày theo công thức tính lượng nước.